Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Có những điều chúng ta muốn biết rõ ràng, tường tận, cụ thể, nhưng Chúa lại không cho chúng ta biết. Thời điểm tái lâm của Chúa là một trong số đó. Chúa muốn chúng ta học cách tin cậy Ngài trong thời điểm của Ngài. Chờ đợi trong đức tin sẽ giúp đời sống thuộc linh của chúng ta tăng trưởng và luôn trong tâm thế sẵn sàng để gặp Chúa bất cứ lúc nào. Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Helen Reiser Smith qua chủ đề Tin quyết về những điều mình hy vọng. Hơn 2.000 năm, các môn đệ đã hỏi Chúa Giê-xu câu hỏi này: khi nào Thầy sẽ trở lại? Hiện nay, nhiều người trong chúng ta cũng có thắc mắc giống như các môn đồ thời xưa vậy. Tôi yêu mến lời Chúa về lẽ thật trong lời Ngài bất biến theo thời gian. Thật tuyệt vời nếu Chúa Giê-xu cho chúng ta biết ngày giờ Ngài sẽ trở lại. Nhưng thay vào đó, Chúa Giê-xu lại phán với các môn đồ và chúng ta chỉ biết điều nên biết mà thôi. Liệu bạn có nghĩ rằng các môn đồ thỏa mãn với lời giải bày của Chúa Giê-xu hay không? Nếu họ muốn biết rõ ngày giờ Chúa Giê-xu trở lại, thì chúng ta cũng muốn biết rõ điều đó. Chính tôi cũng mong muốn rằng Chúa bày tỏ rõ ràng từng chi tiết một để tôi có thể lên kế hoạch và đáp ứng đúng điều mong đợi của chính mình. Nhưng Ngài phán rằng: hãy giao phó kế hoạch của con trong tay ta, và ta muốn con tin cậy ta hoàn toàn. Lời Chúa trong Hebrew chương 11 câu 1 khích lệ chúng ta phải tin cậy Ngài hoàn toàn. Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Thật vậy, chính Chúa đã dạy tôi cách tin cậy Ngài trong suốt hơn 13 năm qua. Đó là hành trình thuộc linh khá dài đối với tôi. Chính Chúa dùng phép lạ trong cuộc sống để mở mắt thuộc linh của tôi và giúp tôi lãng quên đi quá khứ và thuận phục Ngài hoàn toàn. Giả sử như bạn đang mang thai một đứa bé trong cơ thể này và bạn không biết được kích thước, màu tóc, thậm chí nó có tóc hay không, và đôi lúc bạn tự hỏi rằng mình đang mang thai bé trai hay bé gái. Ngay cả đối với công nghệ hiện đại như hiện nay thì bạn phải chờ phôi thai lớn hơn nữa thì mới biết được giới tính và hình dạng của nó như thế nào. Trải qua 9 tháng rồi cũng đến ngày dự sinh, nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào xảy ra với tôi cả. Tôi phải chờ thêm 10 ngày nữa thì mới bắt đầu chuyển dạ. Lúc đó tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi làm mẹ. Tôi tự hỏi mình rằng tôi nên làm sao đây? Tôi chỉ mới 21 tuổi mà thôi. Liệu tôi có trở thành người mẹ tốt hay không? Liệu tôi có làm tròn trách nhiệm của người mẹ hay không? Những câu hỏi này tôi hỏi trước khi tôi biết Chúa và chưa tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời của mình. Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng thành tín, dù tôi là người thất tín. Cảm ơn Chúa vì Ngài dùng một nữ điều dưỡng là người nhận biết nỗi hoảng hốt trên vẻ mặt của tôi và nói với tôi rằng: mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy tin tưởng vào tôi và lắng nghe lời tôi nói, và chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau. Chính lời nói của cô ấy khiến tôi tin tưởng vào người nữ đầy tự tin và năng lực này. Vài giờ sau đó, tôi đã sinh được một bé trai dễ thương, và thật là một khoảnh khắc tuyệt vời. Sau cùng tôi có thể nhìn thấy con của mình và hôn lên mặt nó. Tôi nghĩ rằng thật đáng để chờ đợi. Châm ngôn chương 3 câu 5 câu 6 khích lệ chúng ta: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Tôi vui mừng khi được nhìn thấy mặt con trai mình, và sẽ tuyệt vời hơn nữa trong ngày mà chúng ta được đón Chúa Giê-xu tái lâm. Thật là tuyệt vời khi nghĩ về việc được chạy đến quỳ dưới bệ chân của đấng đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Chờ đợi không phải là việc dễ dàng, nhưng học cách tin cậy Đức Chúa Trời vào thời điểm của Ngài không những khiến đức tin của chúng ta tăng trưởng, mà còn giúp chúng ta trở thành ánh sáng cho những người chưa biết đến lòng yêu thương của Chúa dành cho họ. Hãy thuần phục Chúa và để Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta, và tin cậy cha Thiên Thượng là đấng cai quản cuộc đời của chúng ta trước khi thế giới này được dựng nên, vì Ngài có chức vô cùng. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng biết rõ mọi điều xảy ra cho con trong cuộc sống này. Dù có những điều hiện nay xảy ra với con và con chưa hiểu được,
Nhưng xin Chúa giúp con luôn tin cậy Ngài hoàn toàn và bước đi trong ơn yêu thương diệu kỳ của Ngài. Xin Chúa giúp con trung kiên theo Ngài đến cuối cuộc đời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, chúng ta không biết chính xác thời điểm Chúa sẽ trở lại, nhưng chúng ta có niềm tin chắc chắn về sự việc đó. Vì vậy, mỗi một ngày mới là cơ hội để chúng ta tiếp tục hoàn thành sứ mạng Chúa giao trên đất. Hãy hoàn toàn tin cậy nơi Chúa, phó thác mọi điều và tận hiến cuộc đời bạn cho Ngài. Tôi không ước mơ thấy rõ con đường bàn chân tôi bước trong sương. Tôi chỉ tin cậy Chúa nuôi linh hồn, biết rằng Ngài luôn xót thương. Tôi không cầu xin trông thấy xa hơn, dù sương mù giăng bốn phương. Tôi biết suốt đường Chúa đang đi cùng, mặc cho gió mưa bão buồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.